Chào các bạn, hôm nay mình có một cái câu chuyện cực kỳ rất hay mà mình nghĩ là các bạn sẽ thích nghe. Và đây là chuyện thật, việc thật. Thì đây là một cái trường hợp của một người, cái bạn bên trái mình, các nữa các bạn sẽ biết tên. Thì cái bạn trai, cái người chồng của cái bạn bên trái mình đó là bị tim và bị béo phì. Cái bệnh tim thì cực kỳ nặng. Con xin chào cô Hannah Hạnh Trần và em xin chào các anh chị. Em tên là Hà Nguyễn Trần, sống thành phố Galandro, Nam Cali. Ông xã con bị bệnh tim rất là nặng. Mới lớn lên. Con bị bệnh tim rất là nặng và cũng nhờ là gặp cô hôm Tết vừa rồi năm 2020 ở Việt Nam đó. Thì nhờ cô mà ông xã con đến hiện giờ là cái bệnh tim nặng của ông xã con đã hồi phục lại hoàn toàn là một cái tim bình thường. Và cái điều này là cái điều mà cả nhà con phải nói rằng là rất là cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Bên trái là cái người đàn ông mà cái bóc dáng như vậy trước khi gặp mình ạ. Ông xã của em là bị bệnh tim nặng, bị bệnh cơ tim giãn nở, tức là quả tim nó giãn ra. Và anh đã bị là 10 năm nay rồi, là bệnh nhân thường xuyên định kỳ hàng tháng bệnh viện phát triển SV. Năm 2017 đó thì ông xã em bị một cơn tai biến mạch máu não, là đột quỵ não. Và đưa cấp cứu vào bệnh viện phát triển là họ cho em nặng, họ đẩy ra, họ không nhận bệnh nhân. Gia đình em phải đưa ông xã em vào bệnh viện Chợ Rẫy, lúc đó họ kêu là đưa bệnh viện Chợ Rẫy. Em còn nhớ là lúc đưa bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh viện Chợ Rẫy cũng kêu là quá muộn rồi, nó đã đột quỵ cái não rồi. Và lúc đó là nằm cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Khi lên tới bệnh viện Chợ Rẫy thì họ nói là bây giờ là nó sẽ tiếp tục lên một cơn thứ hai nữa. Trong cái quá trình mà họ chụp em ra họ thấy đó thì sẽ lên một cơn thứ hai nữa. Và nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy thì vì cái vấn đề sinh hoạt rất là chật chội đó, rất là nhiều người đó, thì gia đình em mới thấy như vậy, mới thấy bất tiện, mới lại sinh ra bệnh viện Chợ Rẫy. Và một lần nữa thì lại là nhờ người quen sinh ở bệnh viện Đại học Y Dược. Thì Đại học Y Dược thì lúc mà lên Đại học Y Dược đó thì là đã sau 3 ngày đột quỵ não rồi. Nhưng mà bởi vì là biết đã nghe là sẽ còn tiếp tục lần thứ hai nữa thì gia đình mới xin vào. Và cuối cùng là cũng xin được vào cái khoa chăm sóc đặc biệt bệnh viện Đại học Y Dược. Thì đúng là lên trên đó thì 2 ngày sau cũng sẽ lên cơn đột quỵ não lần thứ hai. Tức là đứt mạch máu não lần thứ hai. Thì cái lúc mà đứt lần thứ nhất á, đầu tiên á, triệu chứng là ông xã em thấy một cái đốm đen trong mắt thì cứ nghĩ là mắt thôi. Thì đi ra bệnh viện mắt thì mới phát hiện là bị một khối đen trong não. Từ khối đen trong não đó thì mới đi ra bệnh viện Hòa Hảo mới siêu âm ra thì lúc đó là bị tắc mạch máu não. Nó làm cho anh không thấy đường. Thì lúc này đó thì lúc đó bên cái siêu âm họ nhìn họ nó không biết đó là khối u hay đó là bị tắc mạch máu não, họ cũng không biết nữa, nên là mới đưa vào tiếp cái phòng điều trị thì đưa mình phát hiện họ chê giống như hồi nãy em nói mà họ không có nhận. Đưa ra Chợ Rẫy thì đó là tắc máu não. Đến khi mà vô bệnh viện học y dược đó thì 3 ngày sau em còn nhớ khoảng 2-3 ngày sau sẽ lên một lần thứ hai, lên một đợt thì nó lần thứ hai. Và lần này thì nó làm cho hơi liệt cái phần tay trái. Nhưng mà cũng trời thương là vì đã nằm trong 3 ngày bệnh viện học y dược, họ đã dùng cái thuốc và làm cho rã đông á, thì khoảng 2 tiếng sau thì từ từ cái tay phải nhúc nhích lại. Và anh tiếp tục nằm trong đó, em nhớ không lầm là nó khoảng 7 ngày thì mình bị hỏi dịch và nằm trong khoa ICU đặc biệt hồi sức của bệnh viện Đại học Y Dược. Qua cái cơn mà nặng về não rồi đó thì họ chuyển phòng ngoài, thì họ có nói rằng là bây giờ đã ổn định về cái phần mà đột quỵ não rồi thì có thể là về nhà. Thì lúc đó là em nhớ là nằm đó khoảng cũng 2 tuần về nhà rồi thì bắt đầu anh lên cơn tim lại, anh đau tim lại. Là nhập vào bệnh viện Pháp Việt. Lần này nhập vào bệnh viện Pháp Việt là về tim chứ không phải là về não nữa. Thì lại tiếp tục nằm ICU, là lúc đó là bác sĩ nói rằng là cái tim chồng cô nó giống như là một con thuyền mong manh dưới biển vậy. Còn đó quan trọng. Không biết là sẽ ra khỏi hay không. Và nằm ICU như vậy em nhớ là 2 tuần nữa. Và 2 tuần xong về nhà. Một tuần sau lại nhập viện lại. Trong 3 tháng liên tục đó là cứ ra vô ICU là bởi vì có tim của anh. Và cái não là đã ổn rồi nên cái tim của anh. Cái giai đoạn đó là bây giờ em nói vẫn còn rất là nghĩ là cái giai đoạn đó rất khủng khiếp. Em không nghĩ rằng là sẽ qua khỏi được cái giai đoạn đó. Dạ. Thì cái lúc đó thì là khi mà qua được cái cơn đó thì bác sĩ có nói một câu rằng là bây giờ tạm ổn rồi thì nhắc lại vẫn còn kinh hoàng ha. Dạ vâng.
vì không không nghĩ rằng là ảnh sẽ qua khỏi. Và em nhớ lúc con bé út em mới phải có 4 tuổi. Mà cô biết không, nửa đêm mà đang ngủ, ảnh phải nằm, cô biết khi về nhà rồi đó, về nhà là ảnh lên lầu không có nổi, là phải thêm một cái giường đặc biệt và phải y tá tới mỗi ngày đo huyết áp và đo cái nhịp tim của ảnh. Nếu như có gì là phải cấp cứu liền. Thì lúc đó nhà con là rất là gần ở bệnh viện Phát Việt cô. 5 phút là con tới rồi, con bên phường 7. Thì hai mẹ con nằm ở dưới đất. Ảnh nằm ở cái giường bệnh, ở cái giường mà phải quẩy tuần cho ảnh đó con. Đúng rồi. Phải nằm bệnh giường tuần. Thì là nửa đêm anh mệt, anh thở không nổi, là con phải theo con bé con của con đó. Con đi gửi ưu bé con của con. Nó rất giống, có 4 tuổi là con phải gửi con bé con của con qua nhà người chị em bạn dâu. Xong rồi hai vợ chồng lật đật là lên xe là tài xế chở bệnh viện. Đến hôm mà con bé nó quen nửa đêm nó ngủ dậy đó, mà nó thấy như vậy là lẳng lặng, nó ôm bút bê nó đi qua bây giờ mất của nó. Wow. Là cô bé bữa trước mà cô gặp. Đó, mẹ con đi xíu đó. Dạ vâng. Thì cái giai đoạn đó 3 tháng nó rất là kinh khủng, nó với con cứ ra vô và không biết mình như thế nào. Thế đến khi mà qua được hết cái cơn đó thì bác sĩ mới nói là bây giờ là đã ổn định rồi. Nhưng mà chồng của chị đó là cái nguyên nhân, thì lúc đó con còn nhớ là nguyên nhân hỏi là tại vì sao, thì nó là bây giờ chồng chị phải giảm cân vì ảnh quá như vậy đó, khi mà phải bớt rất là nhiều vì trái tim của ảnh bớt nhiều, nhưng mà cái tim ảnh là bị giãn nở, người ta đập rất là mạnh, ta bớt như vậy qua tim nó sẽ đẩy lượng máu đi, nhưng mà vì ảnh là bị giãn nở cơ tim, tim to như vậy thì giống như cái khung nó giãn hết cỡ rồi cô, nên là khi anh bớt ảnh đập rất là chậm qua tim của ảnh, anh bớt rất là yếu, nên phải bớt nhiều hơn người ta thì ảnh đẩy được lượng máu đi, đâm ra rằng là chính là ảnh càng mệt nhiều hơn nữa thì bác sĩ mà anh phải giảm cân. Mà con nhớ cô biết không, nó có rất nhiều cái kinh khủng, là con nhớ sau 3 tháng đó rồi đó, thì một cái may mắn một người chị bạn tới thăm đó, thì chị đó mới nói rằng là bên bệnh viện Singapore lúc đó mới mở ra bên quận Bình Tân, con còn nhớ là có một bác sĩ này là tiến sĩ bên Anh qua, ông là người gốc Sri Lanka và ông là người về chuyên gia về đột quỵ não, con còn nhớ như vậy. Thì hai vợ chồng mới tới đó, thì ông gặp trường hợp của con là ông phải nói là ổng rất là hứng thú, ổng hứng thú ở đây là bởi vì là một cái ca rất là nặng. So với tất cả những bệnh nhân mà tới gặp thì ổng cái ca ông sẽ coi là nặng nhất luôn, ổng khám rất là kỹ. Và một điều may mắn đó của xã con là ông chính là một bác sĩ chuyên về tim. Nhưng mà từ tim á thì đưa lên những cơn về đột quỵ não rất là nhiều, nên về sau ông chuyển qua nghiên cứu về đột quỵ não, nên ông biết cả về tim mạch và ông biết cả về tim luôn. Nên hai cái điều này là một cái điều rất là tổng hợp đối với ông xã con, nên là nó vô cái khay là ông biết tất cả cái gốc cái nội ngành cũng cả cái bệnh. Nên là tụi con rất là may mắn gặp được vị bác sĩ đó, và ông khám rất là cẩn thận. Thì khi mà ông xã con xin lỗi là con quay trở lại một chút xíu, con hơi nói lộn xộn là bởi vì con nhớ là cái giai đoạn đó nó cũng tiếp với con quá. Thì con nhớ là lúc mà khi ra khỏi bệnh viện Pháp Việt, khi mà nó qua cái cơn nguy kịch rồi đó, thì lúc này thì ông xã con khám bác sĩ tim và mổ sẽ tổng quát nữa, thì mới cho ông xã con uống cái loại thuốc nó làm cho loãng cục máu đông. Thì đó là con nhớ, đó là tên thuốc là Paleto, là một loại thuốc làm loãng cục máu đông ra. Nhưng mà nó giống một con dao hai lưỡi, là khi nó loãng cục máu đông mình ra thì nó sẽ loãng những cục máu khác, tức là nó phá vỡ những mạch máu khác của mình. Nên trong não ông xã con sau khi dùng cái đó thì nó đúng là nó phá những cục máu đông, nhưng nó lại làm phá vỡ mạch máu, làm bể một mạch máu khác ở trong não, mà rất may mắn chẳng là nó khô luôn và nó lầm luôn, nó siêu luôn. Thì tại sao con biết là bởi vì sau đó các ông bác sĩ bên bệnh viện mà của Singapore họ chụp MRI một lần nữa, thì ông mới phát hiện là ông xã con có một cái vết chảy máu não một lần nữa, một cái rất là mới. Wow. Thì ông mới nói rằng là ông mới coi là tất cả những cái liệu trình, tất cả những cái gì điều trị của ông xã con, thì ông mới phát hiện ra là cái Paleto này là một cái chất thuốc mà nó làm phá cục máu đông cũ, nhưng đồng thời nó cũng sẽ phá vỡ được mạch máu mới. Thì ông mới nói là không nên dùng cái thuốc này, và ông mới nói cả con là dùng cái thuốc aspirin 81 là được rồi. Từ đó về sau đó là ông xã con có 3 bác sĩ, một bác sĩ là tim chuyên về tim, là 10 năm nay ảnh khám bác sĩ tim đó, một bác sĩ tổng quát là bởi vì lúc này nó phá qua là ảnh sẽ bị thêm cái phần suy tuyến thượng thận, sau một thời gian mà dùng thuốc tim lâu năm thì ảnh bị một cái là suy tuyến thượng thận, tuyến thượng thận không hoạt động nữa. Dạ. Một cái nữa rằng là nó làm một cái nữa là cái men gan nó cũng bị tăng. Dạ, đúng rồi. Dạ.
Thế đâm ra là anh phải có thêm một cái bác sĩ về tổng quát, chứ mỗi lần mà anh đi khám bệnh viện Pháp Việt thì anh phải đi qua gặp bác sĩ tim rồi anh đi gặp cái bác sĩ tổng quát, và hai cái người này mới xem cái xét nghiệm máu của anh rồi mới ra, cuối cùng mới ra một cái toa thuốc chẩn, và cuối cùng hay là ông sẽ con sẽ qua gặp cái vị tiến sĩ người anh là bên não, tức là ông sẽ con sẽ có ba người bác sĩ. Dạ vâng. Mà cứ 6 tháng thì cái vị bác sĩ anh đó mới đi qua, mà rất là tội. Mỗi lần mà ông đi qua là ông luôn luôn nhắn thư ký riêng của ông rằng là liên lạc với con liền để mà đưa ông con lên tái khám, tại vì ông biết cái trường hợp con rất là nặng, nó rất là hy hữu đối với ông nữa, nên là ông cũng quý, giống như là một cái bệnh nhân nặng mà ông theo dõi vậy đó. Và ông rất là hiền lành, ông rất là tử tế luôn. Đó là cái điều mà vợ chồng con rất là may mắn khi gặp những cái vị bác sĩ mà rất là tận tâm như vậy. Còn khi mình đã qua hết tất cả những cơn nguy kịch rồi đó thì ông sẽ con trở lại bình thường, nhưng cái vấn đề ở chỗ đây nữa là này, cái buổi chiều là ông sẽ con sẽ lên cơn mệt, huyết áp cũng sẽ còn là thấp, người sẽ là sốt, thì nên là anh không có muốn làm gì hết, anh không muốn làm gì. Nguyên một ngày ông xã con công việc, anh xã con là một người sĩ và anh là một người làm trong một công ty về quảng cáo nữa, cũng là một người rất là nổi tiếng về bên 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 lĩnh vực, về bên mảng mà con phải nói như chẳng hạn đường hoa nguyễn huệ, ảnh làm cái đường hoa nguyễn huệ mười mấy năm. Nên là mà từ lúc anh bệnh con không làm được cái gì nữa hết á, như là ảnh chỉ có nghỉ nghỉ như mình giống như nằm ngủ ly bì thôi, ăn rồi ngủ ly bì thôi, tức là người không có một cái hơi sức để vận động nổi. Cho đến khi mà con đi qua Mỹ đó thì con biết được cái dòng dịch thải nuôi trên đó, thì con về con nói anh là uống, thì anh không bao giờ anh tin đó, tại vì đối với ảnh đó thì lúc nào là cũng là tay ảnh rất là kỹ, và cái bệnh của ảnh rất là kỹ, nên là ảnh không bao giờ anh tin vào dòng dịch thải hết á. Thì cái năm đầu tiên là năm 2019 con đã nói ảnh rồi, thậm chí là con đưa thuốc, con đưa dược thảo của mình cho ảnh uống nhưng mà không có dùng, anh để đó anh không có dùng. Thì đến mãi năm 2020 thì con được tin là ông tình cờ con được biết là cô về thăm mẹ của cô ở Trà Vinh đó, thì con mới xin mẹ con xuống con cô để con đưa ông xã con tới để cô nói chuyện. Và con cũng biết rằng là vì cô ngại là đường xa con phải đi xuống, nhưng mà con thấy rằng đây là cái cơ hội mà có thể giúp cho anh hiểu rõ về cái việc thả nuôi sinh, là với khả năng hạn hẹp của con không thể nói cho anh hiểu được đó. Thì nên khi mà xuống tới hôm đó thì con và anh mới xuống thăm cô, thì khi mà gặp cô giải thích cô nói chuyện với anh đó, thì anh hiểu những cái điều mà thấy lâu nay anh đang lo lắng nhưng mà không tìm được cái giải pháp làm sao để mình giảm cân. Tại vì lúc mà ra khỏi bệnh viện Pháp Việt đó, thì họ đưa thêm một bác sĩ nữa là bác sĩ dinh dưỡng, tức là ông ta còn có bốn bác sĩ, một bác sĩ dinh dưỡng ăn làm sao theo chế độ để mà ảnh có cái sức khỏe mà giảm được cân. Nhưng mà khi mà ăn đó thì cái liều lượng ăn nó quá ít đi, thì ảnh nói với con rằng là nó không đủ làm ảnh mệt. Ảnh nói thôi bây giờ trước tiên cho anh ăn để anh bồi bổ sức khỏe đi đã, rồi đến cái phần kia thì có thuốc men hết rồi, hay là về lại lại ăn. Và con thật tình là gia đình cũng không biết cách làm sao để anh ăn có dinh dưỡng mà là giảm cân, cứ ăn đủ dinh dưỡng thì ảnh là ảnh cứ dư cân như vậy, anh không thể nào xuống cân được. Mà biết rằng mỗi lần đi gặp bác sĩ thì đều luôn luôn nói rằng anh phải giảm cân, anh không giảm cân như vậy rất là nguy hiểm cho anh. Gia đình con thì không, thật sự là con cũng không biết cách làm sao để cho ảnh được hết cả hai cái điều này. Thì rất là may mắn khi mà vợ chồng con xuống gặp cô đó thì được nghe cô nói về cái bộ TR90, và từ đó khi mà ảnh dùng á, ảnh về thì ảnh dùng, ảnh ngay lập tức anh dùng, thì cái tháng tháng ba và tháng sau đó anh giảm xuống được 8 pound, khoảng 4 kg, và đến giờ phút này đó là anh giảm khoảng độ 10 kg đổ lại, đến nỗi cả nhà từ bên ông bà nội tới bố mẹ chồng con, tất cả các anh chị em chồng con đều rất là ngạc nhiên, mà không ngờ là anh có thể xuống được như vậy. Đó. Và một điều nữa là anh khỏe, là ngày xưa cô biết không, anh đứng anh chỉ ở tầng 1 thôi, bây giờ là anh đã lên lầu 2, và anh đi bộ một ngày 4 km để anh đi biển, anh dọc bờ biển anh đi vẽ tranh rồi. Xong rồi vừa rồi đến rồi anh khỏe, anh không tái khám bác sĩ luôn. Con gọi điện thoại về nhà anh khỏe rồi, sốt chiều anh cũng không lên cơn sốt, anh thấy rất là khỏe, bây giờ bắt đầu bắt tay vô làm đủ thứ dự án hết trơn đó. Nên con là rất là lo lắng, con rất là lo lắng. Thôi mà con hỏi là không, anh phải tái khám giùm cho em đi chứ đừng để như vậy, và nếu mà anh khám để coi coi rằng là cái kết quả so với trước khi mình dùng và sau khi mình dùng đó, mình có khỏe hay không, thì anh mới đồng ý. Thì vừa rồi con nhớ đầu tháng 10 đó thì anh đi tái khám lại, anh đi khám tái khám thì bác sĩ tiên vừa thấy anh hết hồn luôn, bác anh trời anh đi đâu mà 8 tháng nay bây giờ mới gặp anh xuất hiện, bắt vô làm tất tần tật hết, điện tim đồ siêu âm tim rồi điện tim đồ rồi xét nghiệm máu đủ hết. Và khi cầm kết quả thì bác sĩ nói với anh một câu rằng là
Wow, em không có thể ngờ lúc trước cái tim anh đập khoảng 20%, còn bây giờ thì cái nhịp tim anh đã trở lại bằng người bình thường rồi. Nên bây giờ anh không cần phải gặp em định kỳ hàng tháng hay 3 tháng nữa, anh có thể gặp em 6 tháng một lần cũng được. Bây giờ anh đang dùng cái gì đó thì anh cứ dùng tiếp tục là như vậy. Cái toa thuốc tim của em là như vậy thì anh cứ dùng, còn những gì anh dùng bấy lâu nay cứ tốt anh cứ dùng. Đó là những gì mà ông xã con nói với con. Thì ông xã con cũng rất là vui luôn. Thậm chí bây giờ hả, có người bạn bị bệnh vừa rồi bị ngứa cổ phổi, cũng đi bác sĩ ở Việt Nam xong rồi cũng chữa trị mà không hết, cuối cùng phải vô bệnh viện lao phải vào thật nằm. Và anh nói con rằng là mẹ ơi mẹ, bây giờ mình giới thiệu bố tính bố giới thiệu cái này cho bạn bố uống được. Anh hỏi con như vậy là bây giờ có giới thiệu cái dược cải của mình đó dòng cho bạn của anh được hay không. Thì em nói được, em nói là anh cái gì anh cứ nói chuyện với anh Hải đi. Anh nói anh Hải bạn học ngày xưa của con mấy chục năm trời luôn á, thì cái gì mẹ nói cho. Thì đó là những cái mà từ một người hoàn toàn ảnh không hề tin về cái gì về dược thảo hết, mà bây giờ là anh đã tin và anh dùng cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ còn muốn là đi giới thiệu, tức là thấy bạn mình bệnh nó còn muốn giới thiệu cho bạn mình uống nữa. Dạ. Cái tin mà cô vui nhất đó là trước khi ngày xưa là cái tim bác sĩ là vật lộn như vậy với quả tim và trọng lượng. Và trái tim chỉ có 2% hoạt động thôi. Bây giờ là bác sĩ báo là 100%. Các bạn thì hôm nay Hằng mới nhắn một tin cho mình là như vậy đó. Từ 20% của cái hoạt động của trái tim bây giờ trở lại 100%. Thật ra mình mừng quá. Mình nói vậy là cháu phải đi sống với cô để mà chia sẻ cái kết quả tuyệt vời này của một người, của ông xã của Hằng để cho mọi người biết. Thì dược thảo Pharmanex New Skin. Cô, nhưng mà cho con hỏi chút xíu cô là cái phần của ông xã con là TR90 nó thật sự nó là bộ chuyển đổi vóc dáng thôi. Nhưng mà làm sao mà con cũng không hiểu nữa. Thật sự là có nhiều người hỏi con, ủa em ơi, bộ TR90 nó hay dữ vậy đó hả? Nó là chuyển đổi vóc dáng mà sao là nó giúp cho ông xã khỏe được. Thật sự là cái này nó con không có đủ cái trình độ chuyên môn để con nói. Nên là sẵn nhân tiện đây thì cô có thể giúp cho con cùng những người bạn con hiểu rằng là tại sao mà ông xã con dùng TR90 chỉ là một bộ chuyển đổi vóc dáng. Bây giờ anh xã con khỏe. Mà con cũng có dùng thêm trong lúc TR90 thì con cũng có dùng thêm chẳng là cái Wiseman, cái Lifehack, cái Marine Omega với lại cái Rosimax, là con có dùng thêm 4 cái đó cho ảnh nữa. Nhưng mà con cũng không có hiểu rõ là những cái này có thể hỗ trợ ảnh cái gì mà bây giờ anh phải được như vậy. Con cũng nhờ cô giải đáp dùm cho những người chị bạn của con biết luôn. Vâng, ok. Các bạn thì thường thường đó các bạn theo kiến thức tổng quát ai cũng biết khi các bạn bị obese đó, là bị béo phì á, là ông xã của cháu ngày xưa là bị béo phì, là cái đầu tiên mà gặp với bác sĩ là bác sĩ hay xuống ký. Nhưng mà thường thường bác sĩ cũng không có bảo mình xuống ký, nhưng mà không chỉ mình cách làm như thế nào. Có thể đưa mình sang bác sĩ dinh dưỡng thì bác sĩ dinh dưỡng bảo mình ăn uống thì ăn uống, kiểu đó là làm cho ông xã bị đói thêm thôi. Thì cái chương trình TR90 nó khác ở cái chỗ là bên mình ăn uống dinh dưỡng đúng theo như cái bác sĩ dinh dưỡng chỉ, nhưng mà bên TR90 nó có những cái sản phẩm mà trong đó là ba cái sản phẩm phụ đó, viên á, là mình uống vô để nó hỗ trợ cái sự đốt mỡ nhanh hơn cho ông xã của cháu. Và cái bột protein nó làm cho tăng cơ bắp. Và do đó khi mà mỡ bụng, cái mỡ của bụng của ổng mà nó tan đi đó, thì lẽ nhiên nó không có đè lên cái phổi và lên tim. Nó không có interfere, xen kẽ với cái hoạt động của tim và phổi. Nhưng mà ngoài ra đó, cái hóa chất ở trong những cái mỡ bụng của mình đó, nó rất cực kỳ độc. Và khi nó là có mỡ bụng, có mỡ bên ngoài thì tự nhiên mỡ máu sẽ cao và mỡ máu nó clog cái tim. Và nó đưa ra đủ thứ problem từ cái tim bị nghẽn vì những cái hạt máu, rồi sau đó nó đưa đến cao huyết áp. Và do đó là những cái triệu chứng tùm lum. Thành ra những người béo phì thường thường bị cao mỡ, cao máu, ba cao một thấp là cao mỡ, cao máu, cao đường và thấp khớp là như vậy. Và khi mà mình mỡ mình xuống nhờ cái bộ TR90 nó làm cho mình tan mỡ đi đó, thì cái ba cao một thấp từ từ nó biến mất. Nha. Thành ra sản phẩm của mình là thực phẩm bổ sung, dược phẩm bổ sung của công ty Pharmanex New Skin, tác độ dược khoa, tức là dược phẩm bổ sung. Tại vì cái bộ này nó có nằm trong quyển PDA của bác sĩ các bạn, thì do đó khi mà nó cao cấp như vậy và nó có kết quả và nó hỗ trợ như vậy, thì tất cả những cái biến chứng ba cao một thấp của mình nó tự động nó đi ra khỏi người mình khi mà mình giảm ký dần và người mình săn chắc trở lại vậy thôi. Và ngoài ra cháu có đưa cho ông xã cháu là Marine Omega là hỗ trợ óc, tim và khớp. Thành ra nó lại hòa hợp thêm vào cái chỗ đó nhá. Còn cái Rishimax có lẽ như nó là linh chi, và công dụng của nó là diệt khuẩn và nó gia tăng cái chất đề kháng cho cơ thể. Thành ra nó hỗ trợ toàn diện là nhờ như vậy. Thật sự cháu không cần dùng Rishimax, ông xã cũng khỏe được như vậy, nhưng mà có thì nó tốt hơn thôi.
Thì đó là lý do nó là trong TR90 nó là như vậy, nó làm giảm mỡ. Mà khi mà mình mập á thì ba cao một thấp sẽ nhập vô mình. Mà bây giờ mình hết mập thì ba cao một thấp nó phải đi ra thôi. Thì nói như vậy là bạn của cháu dễ hiểu nhất. Nhá. Và cái white span thì có giúp được gì không cô? À, white span là trong đó nó có tổng cộng là 12 chất dinh dưỡng, mà đa số là marine omega 3. Thì marine omega 3 công dụng của nó là hỗ trợ óc, tim và khớp và nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà nó vẫn là cái thành ra khi mà ông xã cháu bị vấn đề là óc mà tim, mà sức khỏe chính của ông xã cháu là bệnh về óc và bệnh về tim, thành ra cháu dùng cái đó, mình cho dùng cái đó rất là đúng luôn nhá. Thì do đó nó là như vậy. Thành ra nhân tiện đây thì các bạn nào nghe thì mình cũng muốn nói rằng thì là thực dược phẩm bổ sung không có trị được bệnh. Thành ra đừng, nếu mà nghe đừng có đi tuyên truyền là tụi mình trị bệnh nhé. Tụi mình không có trị bệnh cho ai hết. Nhưng mà sản phẩm của Pharmanex New Skin sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của bạn trở nên tốt hơn và bệnh từ từ đi ra khỏi cơ thể mình. Mình nói như vậy là theo đời thường và đơn giản nhất. Mình không muốn đi sâu vào khoa học thành phần hay là nhé. Cô nói vậy cho cháu hiểu không? Tại vì cô nói rất là thành phần. Cô thích nói về thực dụng, áp dụng nhiều hơn là đi mua khoa học. Nhá. Cháu hả? Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Vui là Hằng chia sẻ kết quả này với cô và các khán giả người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào các bạn và cảm ơn các bạn theo dõi đến giờ phút này. Chào cô.